xương đầu, nghĩa là lột da trên này hết, mình tưởng chứ không phải có lột thịt nha, lột da quá cái xương trên đầu, thấy cái xương mình rõ ràng. Niệm như vậy, chỉ nhớ cái xương của mình thôi. Nếu người tập hành đã lâu, tức là người đã tu tập trải qua mấy mươi năm, nên dạy tưởng dẹp hết da thịt buộc ý năm chỗ, đỉnh đầu trên này, trán chỗ này, giữa cặp mày chỗ này, chóp mũi ở dưới này, ngay quả tim ở dưới này, trụ ý năm chỗ ấy, quán xương không cho nghĩ gì ngoài, có nghĩ ngoài phải thu nhiếm trở về, thường xem xét tâm nó chạy đi phải lôi lại, nếu tâm mệt mỏi sẽ dừng lại chỗ buộc duyên, không chạy ra ngoài nữa, như con khỉ bị xiềng bên cây cột, nhảy nhót mệt rồi sẽ nằm lại bên cây cột, chỗ buộc tâm duyên như cây cột, ý niệm chăm chú như sợi dây, tâm như con khỉ, lại như bà mẹ chăm giữ đứa con còn bú, không để nó rơi té. Hành giả quán tâm cũng như thế, lần lần chế phục được tâm, bắt nó ở một chỗ, nếu tâm trụ được lâu, đó là hợp với pháp thiền. Nếu được thiền định thì pháp ba tướng: một, thân thể vui vẻ nhẹ nhàng mềm dịu; hai, xương trắng phát ra ánh sáng trắng trong như ngọc; ba, tâm dừng lặng, đó là tướng tịnh quán. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy chúng ta tu để mà trị bệnh. Nếu chúng ta đã trị được cái bệnh tham dục nhờ quán bất tịnh thì cái bệnh tham dục nó hết, chúng ta gốm thanh quá rồi, thì giờ chúng ta quán tịnh, tức là thân này chỉ nhìn vào mấy cái xương của thân mà quán, cột tâm một chỗ, quán cho tới khi nào thấy cái thân mình vui vẻ, nhẹ nhàng, mềm mại thì đó là cái tướng tốt. Hai là thấy những cái xương trắng đó nó phát ra ánh sáng trong như ngọc thì đó là cái pháp quán tịnh nó được thành công. Và cái thứ ba là dừng lặng, tâm mình nó dừng lặng, không còn nghĩ cái gì khác nữa, đó là thành công. Như vậy đó là cái tướng tịnh quán, quán tịnh, quán bất tịnh rồi và chuyển là tịnh quán. Khi ấy được tâm hợp với sắc giới, ấy là 10 người mới học pháp thiền được tâm khế hợp sắc giới. Tâm hợp với pháp thiền tức là pháp sắc giới, tâm được pháp này và thân còn ở trong dục giới vẫn được ba tướng. Như chỗ này là nói rằng nếu chúng ta hợp được pháp thiền như vậy thì tâm mình nó hợp với quả sắc giới. Bởi vì sắc giới là một là sơ thiền, chứng được sơ thiền; hai là nhị thiền; ba là tam thiền; bốn là tứ thiền, tứ thiền thêm, đó là quả trời sắc giới. Nhưng mà người thấy được cái tướng này buổi ban đầu thì mới là cái tâm hợp với cái quả trời sắc giới, chứ chưa phải là đến sắc giới. Cho nên gọi là cái vị dị đáo địa đó, tức là chưa có đến được cái địa vị của sắc giới. Và khi đến đây, tuy rằng ở dục giới mà vẫn được ba tướng: một là tuy tứ đại thô mà được vui vẻ, mềm dịu, hình chất trong sạch, tươi nhuần, bóng láng, điều hòa, ấy gọi là tướng vui vẻ. Hai, hành giả nội quán thấy tướng xương trắng phát ánh sáng khắp chiếu, sắc nó trắng trong, mình thấy con xương phát ra cái hào quang. Ba là tâm trụ một chỗ, tức là nó không có nhảy nhót như trước nữa mà nó an trụ, như thế gọi là tịnh quán. Trừ thịt quán xương gọi là tịnh quán. Quán như vậy thì nó sẽ bước vào được cái định sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tức là lìa cái ngũ dục,
mà được vui vẻ ha. Rồi cái từ từ nó tiến lên nhị thiền, thành định sanh hỷ lạc vân vân. Như vậy thì cái tu nó tiến từng bước, đây là cái lối tu theo thứ bậc cho nó dễ hiểu, dễ thấy. Đến cái pháp kế là pháp trừ nóng giận, pháp môn trị nóng giận. Như vậy thì quý vị nhớ cái pháp quán bất định là để trị cái bệnh tham ái dục. Mà khi cái bệnh tham ái dục nó được chinh phục rồi, nó không còn ham nữa, mà sanh ra sợ rốt, thì phải chuyển qua cái quán tịnh là quán xương. Bây giờ tới cái pháp môn trị nóng giận. Nếu người nhiều nóng giận phải học pháp môn ba thứ từ tâm, hoặc người mới tập hành, người đang tập hành, người tập hành đã lâu. Người mới tập hành nên dạy tâm từ đến những người thân mến. Thế nào là tâm từ đến những người thân? Nguyện làm cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, như khi lạnh được mặc ấm, khi nóng được mát, đói khát được ăn uống, nghèo túng được của cải, làm nhọc nhằn được nghỉ ngơi vân vân, những thứ vui ấy nguyện cho người thân mến cùng được hưởng. Chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Đó, đây là trị cái bệnh nóng giận. Mà muốn trị nóng giận thì phải dùng pháp gì? Pháp từ bi. Từ bi là thương người, đem cái vui của mình chia sẻ cho người khác. À, cái gì mình vui, mình thích đều đem ban phát cho những người thân của mình, thì gọi đó là từ bi. À, bây giờ ở đây quán chứ không phải hành. Quán là mình tập tưởng nhớ làm những việc đó bằng tâm tưởng, chứ không phải là đi làm ở ngoài. Nhưng mà từ tâm tưởng thành công rồi thì cái hành động nó sẽ đến. Như vậy thì làm sao mà quán từ bi đối với cái người thân? Lúc đầu mình tu quán từ bi thì quán với người thân. Quý vị nắm vững cái nguyên tắc này là khi chúng ta thương ai nhiều thì không có giận người đó. Còn nếu chúng ta ghét ai nhiều thì sao? Thì họ cử chỉ nào cũng dễ giận hết đấy, phải không? Còn thương nhiều thì những cái cử chỉ sai lầm của họ mình tha thứ được. Cho nên muốn không nóng giận hay là bớt nóng giận thì phải thương người ta nhiều. Mà thương nhiều bằng cách nào? Tức là cái gì mình cho là an vui, là sung sướng, mình đều đem chia sẻ với họ. Đó gọi là từ bi. Từ bi là ban vui. Nghĩa là mình ban vui để cho người ta hết khổ, thì đó là thực hành từ bi. Bây giờ đây, ví dụ mùa đông trời lạnh, lạnh cho mình được có cái áo ấm mặc vô, ấm quá, khỏe hết lạnh. Bây giờ phát tâm từ sao? Mình nhớ lại thân nhân của mình, hoặc là anh em, hoặc là cha mẹ, hoặc là những người thân quý. Mùa đông họ không có cái áo lạnh như mình. À, mình muốn rằng cái được ấm áp của mình đều đem đến được cho những người đó ấm áp như mình. Thì đó gọi là quán từ bi. Cái tình thương mình muốn đem cái gì của mình được hưởng để cho thân nhân của mình cùng hưởng như mình. Đó. Mà muốn đây là mới khởi cái tâm, chứ chưa phải làm, chưa phải hành động. Nhưng mà tâm mình khởi vậy rồi thì cái hành động nó mới đi tới. Nhưng mà chưa có khởi tâm thì làm gì có hành động. Nên đầu tiên dù mình chưa có cái áo thứ hai, thứ ba, nhưng mà vừa được mặc cái áo ấm, nhớ thương cha mẹ, anh em mình bị lạnh,
kiếm cái áo ấm, mình thương xót muốn cho họ được ấm như mình, đó là quán từ bi. Như vậy thì ngồi nhớ lại cái gì mình được hưởng, được vui, đều muốn cho anh em, cha mẹ mình được hưởng, được vui như mình, thì đó phải là quán từ bi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Mới tập thì cái tình thương đem đến người thân là dễ, chứ còn người không thân thì hơi khó. Được kế, người đang tập hành nên dạy tâm từ đến những người không thân không sơ. À, nghĩa là ngoài bà con quyến thuộc mình thì quán được rồi, cái gì mình an vui đều nghĩ những cái đó đều đem cho hết những người thân mình được an vui. Mình làm được điều đó rồi thì kế bước qua cảnh thứ hai là với người không thân không sơ. Những người đó mình phải làm sao? Đây dạy thế nào tâm từ đến những người không thân không sơ, nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện cho những người không thân không sơ đồng cùng chung hưởng, chuyên tâm nhớ từ, không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu chiếc trở về. À, người không thân không sơ, ví dụ láng giềng mà chưa phải là bà con thân thuộc, nhưng vừa có được cái gì vui, cái gì tốt, muốn cho những người đó cùng được vui, cùng được tốt như mình, lúc nào cũng nhớ những người chung quanh, dù họ không phải là thân nhân của mình mà cũng muốn họ được như mình, được vui, được tốt, không có chỉ nghĩ cho mình thôi. Như vậy đó là cái giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn thứ ba, người tập hành đã lâu nên dạy tâm từ đến những người thù ghét. Thế nào tâm từ đến những người ấy, nguyện cho họ được vui. Hành giả nếu được các thứ thân tâm vui thích, nguyện những kẻ thù ghét đồng cùng chung hưởng. Sự hưởng này đồng với người thân mến, được bình đẳng nhất tâm, tâm rộng lớn thanh tịnh. Người thân, người không thân không sơ và kẻ thù ghét đều xem như nhau. Rộng đến cả thế giới, vô lượng chúng sanh đều khiến được an vui. Khắp cả mười phương cùng đồng một tâm bình đẳng, rộng lớn thanh tịnh, xem chúng sanh cả mười phương như xem thân mình, thấy họ rõ ràng trước mắt, đồng được thọ hưởng khoái lạc, khi ấy được từ tam muội. Từ tam muội tức là lòng từ thành chánh định. Như vậy thì quý vị thấy, đi từ bước, từ được cái gì vui, nghĩ cho thân nhân mình, anh em, cha mẹ mình cùng vui. Bước thứ hai, mình được cái gì vui, nghĩ tất cả những người bà con láng giềng hoặc là xóm giềng không quen không thân ấy, thì cũng nghĩ họ được vui như mình. Đến cái thứ ba, những người mình thù nhất, mình ghét nhất, mình được cái gì vui cũng muốn họ được vui như mình. Thì tu cái đó dễ hay khó? Người thường thường mình ghét ai, mình thù ai mà nghe họ khổ thì mình vui hay buồn? Vui hay buồn? Nghe họ khổ đáng kiếp à? Không bao giờ nó tội nghiệp họ quá, khổ tội quá, không bao giờ có cái câu đó. Mà ở đây thì dạy mình phải đi tới cái chỗ đó. Người họ hại mình, họ ghét mình, họ thù quán mình, mà mình vẫn thương, có cái gì vui muốn họ cũng hưởng như mình, đó là cái lòng từ của khắp, phải không? Mà quán được dạy rồi, cái tâm mình mới là bình đẳng, chứ còn không thì tâm mình cũng lệch, phải không? Hoặc là người thân, hoặc là những người không thân không sơ, còn với người thù thì nó dành ở bên, phải không? Không có nhập vào bộ. Nhưng ở đây thì không cho phép mình có cái tâm riêng tư như vậy.
đến kẻ thù của mình mà họ được cái gì vui mình mừng cho họ, mình được cái gì vui cũng muốn ban cho họ, thì đó là cái tâm từ rộng lớn, tâm đó mới là tâm Phật. Như vậy thì cái phần sau đó quý vị thấy dễ quá là khó quá. Ai mà thù thì muốn trùng ẻo và chết số, chứ không bao giờ muốn cho họ được vui hết trơn. Người thù mà muốn cho vui là chuyện không có, nhưng mà đây phải có. Chúng ta tu phải tập như vậy thì mới không còn hận, không còn quán hận. Chứ mà nếu mà còn trù họ, muốn cho họ bị khổ thì đó là còn quán hận, tâm từ chưa có bủa khắp. Như vậy thì quý vị thấy cái tu rất là khó. Khó là gì? Chúng ta quen cái ích kỷ rồi, bây giờ muốn mở rộng ra thật là khó. Nhưng mà đã là tu thì không có đặt nó trong giới hạn, mà phải cho nó bủa khắp. Mà khi nào mà tâm mình bủa khắp đó thì gọi là được từ tam muội, tức là lòng từ bi chánh định bủa khắp hết. Đây đặt câu hỏi: người thân mến, người không thân không sơ, nguyện cho họ vui, cho vui là được. Còn kẻ thù, ghét, hung ác, tại sao lại thương xót, nguyện được vui? Đây đặt câu hỏi để chúng ta hiểu thêm. Đáp: nên ban vui cho những người ấy. Vì sao? Người ấy còn bao nhiêu việc tốt, là nhân của pháp thanh tịnh. Tại sao ta nay lại do một cái thù nhỏ mà bỏ quên những cái tốt kia? Lại suy nghĩ, người kia thời quá khứ biết đâu không phải là thân quyến của ta, nay không thể do một chút sân mà sanh thù ghét. Ta phải nhịn họ, đó là thiện lợi của ta. Hoặc nghĩ, ta thực hành pháp nhân đức, hàm chứa hoàn truyền sức từ bi vô lượng, không thể để cho nó tiêu mất. Lại nghĩ, nếu không có kẻ thù ghét thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? Sanh nhẫn là do kẻ quán thù ban cho. Như vậy kẻ quán thù là người thân thiện của ta. Mấy cái điều này tôi giải thích cho quý vị nhớ từng điều một. Bây giờ muốn ban vui cho kẻ thù quán của mình thì mình phải nghĩ trước hết là cái người đó họ làm những cái gì trái ý mình, thiệt thòi mình, cho nên mình quán, mình thù họ. Nhưng mà biết đâu họ có những cái đức tính tốt khác mà mình không thấy, phải không? Cũng như mình thấy mình tốt, nhưng biết đâu mình cũng có cái xấu, cái ác khác mà mình quên. Như vậy thì người giàu xấu mấy cũng có những cái tốt. Chúng ta dù tốt thì cũng có những cái xấu. Nói dù tốt nó là nó an ủi nghe, chứ chưa chắc mình tốt thiệt. Vì vậy mà lúc nào ghét ai, thù ai, mình cũng phải nghĩ rằng họ còn có những cái tốt. Mình không nên chấp cái lỗi lầm họ đối với mình mà sanh ra quán thù họ. Đó là cái nghĩa thứ nhất, cái đó là dễ thấy. Rồi cái nghĩa thứ hai là người đó biết đâu đời trước là cha, là mẹ, là anh em quý thuộc của mình, bây giờ trở lại họ làm một vài cái mình trái ý mình thù ghét họ. Mà thù ghét họ như vậy, biết đâu không phải mình thù ghét thân nhân mình, thì vậy thôi, coi như đời trước bà con nhau hết. Bây giờ trở lại gặp thì có khi vui khi buồn, tất cả đều tha thứ, đều thương họ. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Tới cái giai đoạn thứ ba, nghĩa là chúng ta đang làm những việc
nhân đức và nguyện từ bi vô lượng thì không thể để cho nó tiêu mất. À, mình làm chuyện nhân đức, làm việc từ bi, nhân đức từ bi thì không có quán thù, mà mình còn quán thù người này người nọ là chưa phải nhân đức, chưa phải từ bi. Vô tình chúng ta ôm cái quán thù là làm tiêu mất cái lòng nhân đức từ bi của mình. Vì vậy mà bỏ qua, đừng có quán thù. Rồi cái thứ tư, nếu không có kẻ thù ghét thì làm sao thành tựu nhân sanh nhẫn? À, chúng ta tu là phải chứng được nhân sanh nhẫn và pháp sanh nhẫn. Mà nhân sanh nhẫn là nhẫn nhịn với người. Mà nếu nhịn được người để thành cái đức nhẫn dục của mình mà không ai chửi mình hết là sao nhẫn? Chừng nào được cái đức nhẫn dục? Phải không? Người đó chửi mình, người đó hành hạ mình mà mình nhẫn được, mình nhịn được thì mình thành tựu được cái đức sanh nhẫn. Như vậy thì nhờ họ mình tiến lên, mang ơn họ mới dẫn họ tiến. Phải không? Vậy đó, người tu nào mà thành tu phải nhớ vậy. Đừng có nói người đó hại mình là kẻ thù của mình, suốt đời không thành nói đến mặt họ, không bao giờ nghĩ vậy. Người đó họ hại mình, nhờ họ hại mình cho nên mình tập được thành tựu cái đức nhẫn nhục. Nên là nhẫn nhục đó là nhẫn nhục với người. Còn nếu tu mà không thành tựu được đức nhẫn nhục thì sao? Trong lục độ á, thì trong cái đó bố thí trì giới nhẫn nhục, thực hiện định trí tuệ, mà tinh tấn thực định trí tuệ thì nhẫn nhục là một đức trong sáu đức. Mà sáu đức đó là sáu đức ba la mật của Bồ Tát. Mà mình giờ mình muốn tiến lên thì cái đức nhẫn nhục mình phải thành công. Mà muốn thành công thì phải sao? Phải chấp nhận người ta chửi, chấp nhận người ta mắng, chấp nhận người ta khinh bỉ vân vân. Họ chửi, họ mắng, họ khinh bỉ mình mà mình biết ơn họ, nhờ họ mà mình tập được cái đức nhẫn nhục. Biết ơn là quán thù. Nếu người ta chửi mắng khinh bạc mình mà quán thù họ thì chừng nào mình thành tựu đức nhẫn nhục thì không bao giờ thành tựu. Mà không thành tựu thì tu có kết quả không? Không kết quả. Như vậy muốn tu có kết quả phải có trải qua những người chửi mắng đánh đập khinh bỉ. Biết đâu đó là Bồ Tát thử mình, phải không? Thử mình coi mình được chưa. Nhờ họ thử mà mình thành tựu đức nhẫn nhục thì người đó đáng cho mình kính, mình phục, mình thương, mình quý, chứ đâu có giận. Như vậy thì quý vị thấy cái pháp tu nó dễ là không? Mà làm được không? Phải được chứ. Tu tập thì phải được chứ đâu có không được. Không được thì chẳng lẽ dẫm chân tại chỗ hoài, phải không? Phải vươn lên thì phải qua mấy cái đó. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy sở dĩ thành tựu được cái sanh nhẫn là do chúng ta nhịn nhục được với những người họ làm khổ cho mình đó. Đây nữa thêm, hơn nữa quả báo của sanh là tối trọng trong các thứ ác, nó là bậc trên hết. Do sanh mà tàn hại người Phật, nó là cái độc mà không thể kềm chế được. Tuy muốn đốt người mà kỳ thật là thiêu mình, nên tự suy nghĩ bên ngoài mặc chiếc áo pháp, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục gọi là sa môn, thì đâu có thể nghe tiếng nói xấu liền thay đổi sắc diện, buông lung tâm tệ ác. Ở đây dạy cho chúng ta tu thật là chí lý, bảo rằng chúng ta tu mà còn ôm ấp cái nóng giận thì làm sao mà kềm chế được
cái lỗi lầm mà mình đem cái nóng giận mà hại người thì chính đó là hại mình, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, có một Phật tử nào đi chùa 10 năm, 20 năm, ăn chay trường, tu cũng khá khá. Rồi có ai ở hàng xóm, họ lại dùng những cái lời hung dữ, chửi mắng, nói nhục, nói xấu đủ hết. Người đó nhìn không nổi, chửi mắng lại người ta, thì rốt cuộc sao? Mình chửi người ta nhưng mà đầu tiên họ đã đánh giá mình, nói ăn chay 10 năm, 20 năm mà bữa nay cũng nóng, bữa nay cũng giận, thì như vậy có hết ái, phải không? Như vậy tính hại người mà trở lại là tiêu hết cái công đức của mình. Vì vậy mà nhịn tha thứ người ta là tốt nhất, phải không? Mình phải bước lên trên họ một bậc, thế đừng phải đứng ngang với họ, phải không? Vậy đó là sáng suốt, cho còn nếu mà cứ tính cho bằng nhau thì không sáng suốt. Ở đây lại nói thêm thế này, đây là nói nhắc người tu bên ngoài mặc chiếc áo pháp đó, quốc y hay là đắp y, bên trong thực hành hạnh nhẫn nhục gọi là sa môn đó, ở ngoài thì đắp y, ở trong thì phải có cái hạnh nhẫn nhục thì mới gọi là sa môn. Mà đã là sa môn thì đâu có thể nghe ta nói xấu, liền thay đổi sắc diện, rồi buông lung luôn cái tâm tệ ác của mình. Vậy thì những người tu có nên giận không? Có nên giận không? Tu thì không nên giận, mà ai nói cái đó mặt. Chưa có giận cái đó mặt thôi. Nhưng mà vậy thì đáng kiềm chế thì cũng tốt. Đây là lại nghĩ thân ngũ ấm này là cái rừng đau khổ, là mục tiêu chịu đựng những điều tai ác, thì những cái khổ não tai ác đến làm gì tránh khỏi, như gai nhọn đâm đọt thân, khổ não vô lượng, các thứ thù quán rất nhiều không thể diệt hết, phải tự bảo vệ bằng cách mang đôi giày nhẫn nhục. Như vậy thì chung quanh chúng ta biết bao nhiêu là cái người phải chăm chĩa vào mình. Bây giờ cũng thắng hết những cái đó tại sao? Chỉ đi đôi giày nhẫn nhục, phải không? Đi giày nhẫn nhục thì gai nó không đâm được, thế còn không có nhẫn nhục thì bị gai nó đâm. Bây giờ kết thúc thì dẫn lời Phật dạy, lấy sanh trả sanh, sanh trở hại đó, sanh mà không trả hay phá vun to. Người ta sanh, ta giận, ta chửi mắng mình, rồi mình cũng chăng sanh giận, mình chửi mắng lại họ, thì như vậy đó là sanh trả sanh thì không có ai hơn ai. Còn nếu mình sanh mà không trả sanh thì đó là mình phá được vun giận lớn rồi đó. Hay không sanh hạn là pháp đại nhân, tiểu nhân sanh hạn khó động như núi. Người nào không có sanh hạn, người đó là tu pháp đại nhân. Còn người nào hay sanh hạn không dẹp bỏ được, vững như núi, đó là hạng tiểu nhân. Tiểu nhân hay sanh hay hạn. Sanh là độc dữ, tàn hại rất nhiều, không thể hại người, trở về tự hại. Cái sân là cái thứ độc, thứ dữ, cũng như con rắn độc vậy đó, nó có những cái độc dữ, nó hại rất nhiều người, nhưng mà không thể hại được người, mà nó lại hại mình trước hết. Sân là tối lớn, có mắt không thấy, sân là bụi nhớt, ô uế tập tịnh tâm. Sân là cái tối lớn, khi nổi sân rồi thì không biết phải quế gì nữa hết, phải không? Cho nên có mắt mà không thấy. Sân là bụi nhớt, tức là một cái lớp bụi nhơ, nó làm cho cái tâm mình nó bị ô uế đi. Sân đập như thế, phải
phải mau trừ diệt, rắn độc trong nhà không đuổi hại người. À, vì cái sân nó là cái thứ độc nguy hiểm như vậy, cho nên chúng ta phải trừ diệt cho mau, như con rắn độc ở trong nhà